Ca Dao mời phổ biển Nha Trang. Ai về phổ biển Nha Trang, sớm mai tắm nắng cát vàng biển xanh. Chiều chiều lạc cảnh cùng ăn, hương bò nướng thoảng thơm tình quê hương. Bùi đời thi sĩ Trần Hoài Nguyên. Tôi còn nợ một bài viết về người anh, người bạn hàng hở nguyên chủ nhà hàng Lạc Cảnh bấy lâu nay, nên tôi xin có mấy dòng về ông chủ nhà hàng Lạc Cảnh Nha Trang. Người sáng lập và chủ nhà hàng Lạc Cảnh Nha Trang bao lâu nay là anh hàng hở nguyên, anh trai cả của nhà báo hàng chức nguyên, bạn thân của tôi từ thuở việc chung hai tờ báo học trò tuổi xanh, tôi chủ bút và bút non, bạn Tà Văn Doanh chủ bút thời tuổi học trò trường trung học Trần Quốc Tuấn Quảng Ngãi. Anh hàng hở nguyên đến nay vẫn sống độc thân với tâm hồn đẹp. Ngoài việc tận tụy chu đáo tạo thương hiệu nhà hàng Lạc Cảnh Nha Trang rất uy tín, luôn đông khách trong và ngoài nước, lo dành dùng cho con cháu và công việc thiện nguyện, anh còn thầm lặng làm thơ và viết ca khúc trữ tình quê hương được ca sĩ Vân Khánh và Thùy Dương thể hiện rất hay. Năm 1970, bạn hàng chức nguyên chuyển vào Nha Trang ở với anh để học thi tú tài toàn phần. Tôi sinh viên năm 2 triết, viện Đại học Đà Lạt, có về vui chơi với anh ở quán nhà du số 2 dưới hàng dừa biển phố Nha Trang. Tôi làm thơ trên giấy bao thuốc là ba sti xanh và để quên đâu đó. Anh hàng hở nguyên không những thuộc lòng bài thơ đêm trăng leo lên mái chùa, anh còn thuộc lòng bài thơ tuyệt tình ca mà tôi đã lãng quên chôn theo mối tình đầu. Và 40 năm sau anh đã chép lại trao cho thầy giáo Nguyễn Tấn Đức Tư Ủ, dạy Đại học Tổng hợp Xã hội Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh mang về Sài Gòn, cho lại tác giả. Và sáng trưa nay anh vẫn còn thuộc lòng đọc lại cho các em nghe đây. Trong bữa tiệc thân mật anh chiêu đãi các bạn tại nhà hàng Lạc Cảnh trưa nay, em Thân Nga đã thuộc và hát một ca khúc do anh hàng hở nguyên sáng tác, làm anh xúc động lắm, vui lắm. Bây giờ tuổi cao sức khỏe yếu, anh không muốn đi đâu nữa, nhà hàng Lạc Cảnh anh giao lại cho cháu hàng Phúc Quang, con trai trưởng người em kể hàng Thái Nguyên điều hành. Tôi hỏi, anh đã thuộc lòng bài thơ tuyệt tình ca hơn nửa thế kỷ nay, rồi chẳng còn gì đâu em, ngày mai bóng sẽ chẳng tìm thấy nhau. Xe xe chuyện thuở ban đầu, một mùa lạnh xịt lá sầu trên cây, là thôi, mộng vỡ hương phai, buồn như rượu màn cơn say thẩm dần. Phải chăng ngày xưa đẹp trai học trường trung học Trần Quốc Tuấn Quảng Ngãi, anh cũng đã chia tay một người em gái như thế, mang một tâm trạng tuyệt tình như thế nên anh đã thuộc lòng bài thơ như của mình. Anh đã trầm ngâm, làm cho không những tôi mà cả em đều chờ đợi lắng nghe anh trả lời. Đúng thế, mà thôi nhắc kể lại làm gì. Đàn em, đàn cháu lặng lẽ càng kính yêu thương anh hơn. Anh vẫn sống solo suốt cuộc đời. Trần Hoài Nguyên. Yeah.
anh cùng hành hương bò nương thoảng thơm tình quê hương. Mai tắm nắng cát vàng biển xanh, chiều chiều là cảnh cùng anh hương bò nướng thoảng thơm tình quê hương. Thank you.